Kính chào quý vị và các bạn. Nếu như quý vị và các bạn đang có nhu cầu tìm mua một cặp loa chép rời để lắp bổ sung cho dàn loa của nhà mình, để bổ sung cái giải chép và giải siêu chép được bay bổng, sáng, leng keng, nách cách hơn, thì quý vị và các bạn hãy tham khảo dòng loa chép rời này. Hình thức đẹp, chất âm hay và đặc biệt mức giá rất tốt cho các bác và anh em. Mức giá chính xác là bao nhiêu, cuối video clip này em sẽ báo cho các bác và anh em giá rất tốt nha, báo trước như thế. Và phía sau sẽ thiết kế một công tắc này, anh em không muốn nghe thì anh em tắt đi. Và có hai chế độ nghe. Chế độ nghe thứ nhất, tiếng chép mịn, anh em nghe tiếng chép, đem test một chiếc nhá. Đấy, rất là mịn mà không hề chói gắt. Chế độ thứ hai, anh em nghe này, tiếng chép mà sáng nảy hơn này. Đấy, có hai chế độ để cho quý vị và các bạn là lựa chọn để phù hợp với cái bộ dàn của mình cũng như là cái bản nhạc mà anh em đang nghe. Và không muốn nghe thì anh em tắt đi, rất tiện lợi đúng không các bác và anh em. Và ngay sau đây xin được giới thiệu đến các bác và anh em một dòng loa chép rời của Peeler, hình thức rất đẹp và sáng, quý vị cùng xem này. Với thiết kế cái họng nhôm phay nguyên khối rất đẹp, và anh em nhìn góc ngang nhá, cái mũi nhọn cái họng tên này nó nhô lên, nó không kiểu phẳng như kiểu chép đĩa đấy, nó tạo ra được cái hình thức rất đẹp. Và đặc biệt là anh em đóng cho nó một cái vỏ thì còn đẹp nữa đúng không các bác và anh em. Đây, mặt nhôm phay tán sắc ánh sáng rất đẹp. Đây, và thiết kế ba cái ốc ở ba đỉnh của một cái tam giác, nó tạo ra một cái điểm nhấn rất đẹp này. Và thông số kỹ thuật và logo của hãng thì được in chìm ở phía sau anh em nhé. Loa của Peeler, modem là P103, thông số kỹ thuật là 8 ohm, 100W và độ nhạy 91 decibel. Đấy, quý vị xem cái loa rất đẹp. Đây là củ rời, và anh em hoàn toàn có thể mua củ loa rời đóng vào thùng loa, hoặc là đại đa số là anh em mua những dòng loa này để lắp bổ sung bên ngoài cho những dàn loa của nhà mình để bổ sung cái tiếng chép. Ở đây thì em có lắp sẵn một cái chân đứng này. Đấy, chân đứng. Và phía sau em thiết kế một cái công tắc cũng như là tụ cản ở phía sau. Đấy, công tắc có 3 chế độ. Chế độ ở giữa là tắt đi, và chế độ 1, chế độ 2 tương ứng với cái tần số cắt ở tụ khác nhau để cho ra tiếng chép nó khác nhau, để tùy anh em lựa chọn. Đấy, và có sẵn dây dẫn rồi. Dây thì em cũng đấu sẵn đỏ, đen, âm dương. Anh em đấu trực tiếp vào âm ly hoặc đấu sau hai cọc của loa chính là sử dụng thôi. Và việc đấu thêm loa chép rời thì em cũng chia sẻ thêm với các bác và anh em. Loa chép rời nó hoạt động ở tần số cao, và thứ hai là nó có tụ cản đi kèm rồi nên nó sẽ không làm tụt trở kháng của bộ dàn của anh em. Thứ hai là loa chép nó tốn rất ít công suất nha. Loa chép nó hoạt động, gọi là công suất hoạt động của nó rất là nhỏ, nên gần như là anh em lắp thêm loa chép rời nó vô hại với bộ dàn âm thanh. Đấy, nên anh em yên tâm. Và bây giờ em sẽ lắp một cặp để test anh em cùng vào thưởng thức nhá. Vừa nãy là em vừa test một chiếc thôi, xin phép là đấu hai chiếc lại với nhau. Em đang đấu thẳng trực tiếp vào cọc của âm ly anh em nhé. Phần lớn anh em sẽ đấu sau hai cọc của loa chính câu lên, nó tiện, nó gọn. Đây, kẹp thẳng. Trước tiên để chế độ ở giữa hết là tắt đi đã. Ok chưa ạ? Rồi, bây giờ thì mình sẽ bật loa chép lên nhé. Và có một cái lưu ý này, khi anh em bật loa chép ở số 1 thì phải cả hai loa đều bật cùng một chế độ nhá, để đánh cùng một mức. Số 1 này, số 1 này. Đó, quý vị cảm nhận tiếng chép. Không biết các bác và anh em nghe qua điện thoại thế nào, thế nhưng mà khi nghe trực tiếp này, chép đánh rất nảy, sáng và không có cảm giác gắt. Dòng P103 này tiếng chép của nó sẽ mịn, nó vươn được lên những cái giải siêu cao tần, rất cao. Ở giữa tắt đi, tắt đi, và chuyển sang chế độ 2. Tiếng chép này thì anh em nghe tiếng nó mịn hơn, nó cắt ở giải tần cao hơn. Một cặp loa chép rời để bổ sung cho dàn loa thiếu tiếng chép, những dàn loa đánh không lên được giải chép với hình thức rất đẹp như này, nhỏ gọn như này. Các bác và anh em cùng theo dõi. Và em xin phép báo giá một cặp loa Super Chép của Peeler, modem là P103, đã lắp đầy đủ công tắc 3 chế độ như này. Đấy, tụ cản sẵn, dây dẫn và chân đứng như này. Một cặp hoàn chỉnh có giá là 550.000 đồng và được miễn phí giao hàng toàn quốc anh em nhé. Anh em yêu thích dòng loa chép này thì hãy liên hệ
ngay với số điện thoại ở trên màn hình. Bên em giao hàng tới, anh em nhận hàng, kiểm tra hàng mới phải thanh toán. Cảm ơn các bác và anh em, xin kính chào và hẹn gặp lại.